Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ 8, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng, không được, nó sẽ gọi tên là Gioan. Họ bảo bà rằng, không ai trong họ hàng bà có tên đó. Và họ làm hiệu hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết, tên nó là Gioan, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc, miệng lưỡi ông mở ra, và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Giu-đê-a, người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết, đều để bụng nghĩ rằng, con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên, tinh thần thêm dũng mãnh, sống trong hoang địa, cho đến ngày ra mắt với Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người là một sinh vật hiện diện trên thế giới này, được đánh dấu bằng biến cố ra chào đời, trình diện trước tha nhân và trước thế giới. Gioan cũng không thoát khỏi định mệnh này. Tuy nhiên, ông lại rất khác với chúng ta, bởi vì khởi điểm của lịch sử Gioan đã được khai mào bằng những điềm thiêng, khác xa với sự xuất hiện của người đời. Cuộc đời của ông là lịch sử của một con người luôn sống dưới bàn tay của Thiên Chúa. Như tin mừng hôm nay nói, vì quả thật, bàn tay của Chúa đã ở với ông. Có lẽ cuộc đời của Gioan đang xuất hiện trong tâm trí mỗi người chúng ta với những hình ảnh khác nhau, tùy theo hoàn cảnh sống của mỗi người. Nhưng hôm nay, chúng ta chỉ muốn dừng lại ở ý nghĩa của một câu hỏi. Câu hỏi của những người đến chia vui với gia đình Zacharia. Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Gioan quả thực là một biến cố đã gây thắc mắc cho nhiều người. Không những cuộc đời rao giảng công khai của ông sau này đã gây ra mối bận tâm cho chính quyền, khiến họ phải sai người tới điều tra, mà chính hôm nay, ngày chào đời của Gioan cũng đã là một vấn đề gây thắc mắc cho bà con xóm giềng. Con trẻ này rồi sẽ nên thế nào? Câu hỏi này mở rộng về tương lai của cuộc đời Gioan, chứ không cho phép ta chỉ luẩn quẩn trong biến cố ra đời của ông. Một biến cố có vẻ kỳ lạ trước mắt mọi người. Câu hỏi này bắt chúng ta phải tra vấn từ cuộc sống trưởng thành của ông, với những gì ông đã làm, đã sống và đã nói. Và trong chiều dài của thời gian ông sống, chúng ta đã thấy gì? Khởi đầu, Gioan đã chọn lựa sa mạc, biểu tượng của cô đơn, biểu tượng của thanh luyện, biểu tượng của gặp gỡ, biểu tượng cho thinh lặng trước cõi mênh mông của trời đất. Tuy nhiên, Gioan không dừng lại trong cảnh chết chóc của sa mạc, nhưng ông đã là một con người của hành trình. Một con người luôn bước đi và bước đến với kẻ khác. Ông đã bước đi trên mọi nẻo đường để rao giảng sám hối. Đồng thời, Gioan không câm lặng trước sự tĩnh mịch của sa mạc, nhưng ông đã hô lên, và cả cuộc đời của ông là một tiếng hô lớn. Tiếng hô, đó chính là câu giải đáp cho tất cả những thắc mắc, những nghi vấn về ông. Tôi không phải là Đức Kitô. Tôi không phải là Elia, tôi không phải là tiên tri. Nhưng Gioan đã tự xưng, tôi chỉ là tiếng hô.
Gioan đã hiện hữu như một tiếng hô để lay động, để thức tỉnh mọi người, bắt mọi người phải chú ý để chuẩn bị đón nghe một sứ điệp. Tiếng hô của Gioan đã xoáy vào cân não của Herode và mẹ con Herodiade, khiến Gioan phải lấy chính mạng sống mà làm chứng cho tiếng hô. Tiếng hô khẩn trương và cấp bách của Gioan đã làm cho nhiều người phải ngỡ ngàng băn khoăn và đặt họ phải đối diện với cuộc sống quá khứ, để rồi đặt lại vấn đề cho tương lai và cuối cùng dẫn họ tới bờ sông Jordan để chịu phép rửa sám hối. Gioan là tiếng hô, danh hiệu này đã hé mở ngay trong ngày sinh nhật của Gioan hôm nay. Nếu Gioan sống câm lặng, thì có lẽ miệng Zacharia đã không mở ra. Nhưng sở dĩ, lưỡi ông đã mở ra vì hôm nay tiếng hô đã chào đời. Cuộc đời của Gioan vừa cô đơn, vừa không cô đơn. Cô đơn trong lựa chọn, trong tự do, trong sa mạc, nhưng lại không cô đơn trong tháp ngà, trong bãi tha ma câm lặng. Ngày hôm nay, con đường trung thực của chúng ta cũng phải vừa là cuộc đời thầm lặng của kinh nguyện, qua những giây phút vào sa mạc với Chúa, vừa là tiếng hô lớn để thức tỉnh mọi người khỏi giấc ngủ triền miên. Cuộc sống làm chứng cho tin mừng luôn là lời mời gọi cho những ai đang bước theo Đức Giêsu. Họ là những chứng nhân bằng lời và bằng việc làm. Con người ngày hôm nay vẫn luôn khao khát có những vị tông đồ như Gioan Tiền Hô, sống thanh bần và chết trong vinh quang.